Chúng ta sẽ làm tiếp tục làm cái bài 2 câu tạo view ở trong cơ sở dữ liệu quản lý và dạy. Thì trong cái câu view này á thì chúng ta là tạo view gồm có tên lớp, tên môn học, tên học kỳ, mã môn học, giờ dạy lý thuyết, giờ dạy thực hành. Nhưng mà chúng ta chú ý là ở trong câu này thì cái điều kiện giờ thực hành nó lớn không? Có nghĩa là cái chi vấn của câu 2 nó khác câu 1 một tí là chi vấn có điều kiện. Thì chúng ta sẽ phân tích là bây giờ á, tên lớp, tên môn học và tên học kỳ nó nằm ở bảng nào? Tên lớp thì nó nằm ở bảng lớp. Tên môn học thì nó nằm ở bảng đâu các em? Môn học. Và tên học kỳ nó nằm ở bảng học kỳ, tức là đầu tiên có một bảng nè, hai bảng, ba bảng. Và cuối cùng là gì? Là phải tên giảng dạy không? Tên giảng dạy. Tại mình lấy ra là giờ lý thuyết và giờ thực hành. Và điều kiện là giờ thực hành chúng ta là phải lớn hơn không? Thì chúng ta có thể là tạo bằng visa hoặc là chúng ta tạo bằng cái gì các em? Bằng design view. Các em muốn tạo bằng visa hay design view? Rồi, nếu các em tạo một design view thì các em đầu tiên các em sẽ nhấp vô là design. Mình đã phân tích ra rồi. Thì trong cái bảng tên giảng dạy nè, bảng môn học nè, bảng gì các em? Học kỳ. Okay. Bảng nào nữa? Môn học, bảng lớp nữa ha. Bảng lớp. Có lớp học nữa. Để bắt đầu mình có thể kéo lại cho nó đẹp tí cũng được, để cho mình nhìn nó rõ. Rồi, đầu tiên á là trong cái chi vấn của mình á là cái gì? Tên lớp học. Mình nhấp hai cái vô ha, double click vào. Rồi tới gì? Tên môn học, tên học kỳ. Mình thấy là tên lớp học nè. Tên môn học, tên học kỳ. Rồi tiếp tục mình lại với các em. Mã môn học, giờ lý thuyết, giờ thực hành. Thì mình lấy mã môn học ở cái bảng này cũng được, hoặc là bảng này cũng được. Mã môn học. Rồi, giờ lý thuyết, giờ thực hành. Rồi mình run lên ha. Và ở đây mình thấy là có giờ bằng không không? Như vậy là cái câu view của mình là có đúng chưa? Cái câu mình là kêu là giờ thực hành nó phải sao? Lớn hơn không? Như vậy là bắt buộc mình phải thêm một cái điều kiện vào. Thì đầu tiên thầy sao lại trước ha. Thầy đặt là view 2. Rồi mình design lên, nhấp chuột phải mình chọn là gì các em? Design view. Thì cũng đơn giản lắm, mình thấy ở đây là cái điều kiện nè. Cái cột này nè. Cái cột là Setoria nè, thấy không? Cái điều kiện. Thì mình cho cái điều kiện nó là giờ thực hành nó phải lớn hơn gì các em? Lớn hơn không đúng không? Mình đặt đây, lớn hơn không. Mình chạy lên ha. Là thấy là nó sẽ chọn lọc được cái giờ thực hành lớn hơn không. Giờ thực hành bằng không nó mất rồi nè ha. Rồi thì mình chú ý cái điều kiện nè, điều kiện này là hoặc nha, còn và thì mình sẽ thầy sẽ hướng dẫn sau ở bài tập tiếp theo. Thì mình có thể mình xem cái SQL của nó, mình nhấp chuột phải mình chọn gì các em? SQL Server nè. Mình thấy thêm cái điều kiện where ở đây không? Điều where. Khi mà chi vấn nó thêm điều kiện where để nó lọc cái điều kiện ra. Rồi.
ha, bài của mình. Rồi, chúng ta có thể design lên, chúng ta xem lại. Design view. À, mình chọn chức năng nè, nhấp vô đây nè, view nè, chạy lên nè, design nè, thấy chưa? Rồi, còn muốn xem có thì mình nhấp chuột phải, mình chọn những game SQL view, muốn view lên xem. Rồi, chúng ta đã hoàn thành cái câu 2 trong bài tập.